Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền tổ chức tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu. Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết xuyên suốt giai đoạn 2003-2023, trên địa bàn huyện Long Điền đã có 10.000 lượt cá nhân tập thể, gia đình thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, được khen thưởng. Và đến cuối năm 2022, toàn huyện có trên 97% gia đình đạt chuẩn văn hóa, 50/50 khu phố, ấp đạt chuẩn văn hóa. 20 năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Long Điền được tổ chức theo từng khu dân cư, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi. Qua ngày hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động, trao tặng gần 16.000 suất quà, với tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, gần 2.500 suất học bổng, với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên nghèo khó khăn. Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã khen thưởng 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.